Hải bánh kể chuyện ở tù ở trong tù thì hải bánh được đàn em cho biết sơn bạch tạng thường hay chở hải lâm con của hải bánh và lệ sầu ra phố chơi gặp ai hỏi hải lâm cũng bi bô lớn lên cháu sẽ tìm hải bánh để đâm nghe thấy vậy thì hải bánh thấy như là lưỡi dao cứa vào tim càng mình nhưng nghĩ lại hắn biết rằng lệ sầu việc quá hờn hắn nên mới dạy con những câu càng nghiệt như vậy Xác định Hải Bánh là chìa khóa của chuyên án lớn lần này nên cán bộ điều tra chuẩn bị khá chú đáo cho công tác xét hỏi. Cuộc đấu trí giữa cán bộ điều tra công an Tiền Giang với Hải Bánh có thể nói là rất cam go và đầy mưa lượt. Tất cả những bài bản về công tác đấu tranh xét hỏi bị can cũng như là những bài học tâm lý tội phạm được cán bộ điều tra vận dụng một cách linh hoạt và khoa học. Cuối cùng sau 6 ngày đêm thì Hải Bánh cũng phải mở miệng. Câu đầu tiên hắn như là vừa thăm dò vừa thách thức. Nếu tôi khai ra sự thật liệu công an có dám làm không, có đủ khả năng để làm đến nơi đến chúng hay không. Với tư cách là phó thủ trưởng cơ quan điều tra, nếu anh khai dù liên quan đến tổ chức nào, con người nào, to hay bé, chúng tôi sẽ làm tới cùng và xử lý cùng. Biết Hải Bánh đã chuyển biến thiếu tá Nguyễn Văn Nên, phó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang động viên. Nếu đảm bảo được như vậy, cán bộ phải đảm bảo cho tôi hai điều kiện. Hải Bánh bắt đầu tin tưởng nếu tôi khai ra cán bộ có bảo toàn được tính mạng của con gái tôi và gia đình tôi không? Hai là cán bộ có cho tôi được sống không? Sau đó thì toàn bộ vụ án được công an làm rõ, tập đoàn tội phạm Trương Văn Cam cầm đầu bị đập tàn tành, hơn 100 đối tượng khác bị bắt và xử lý trước pháp luật. Năm Cam cùng với hai cháu ruột là Thọ Đại Úy, bà Nguyễn Hữu Thịnh cùng các tên khác như là Hưng Phi Nhon, Châu Phát Lai Em, Minh Bu, Hồ Thanh Tùng bị tử hình. Hàng chục tên khác phải thụ án tại các trại cải tạo. Hải Bánh được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước nên chỉ bị kết án chung thân. Trong thời gian thi hành án ở Tiền Giang thì một lần Hải Bánh khoe với chúng tôi ba chữ sanh vi tướng. Viết bằng chữ tàu được Hải Bánh xăm ở ngay vùng rốn, nơi Hải cho là khởi nguồn của sự sống. Hải Bánh giải thích có một người xem tử vi cho Hải phán rằng tuổi đinh mùi tức là sinh năm 1967, thuộc cung chấn Trực Bình, Mạng Thiên Hà Thủy, tức là nước sông trên trời. Còn nhà hát đế, sừng con dê, tướng tin con rồng hải bánh lại sinh vào giờ tốt nên tài ba hơn người chắc chắn sau này sẽ làm tướng và dưới tay có nhiều quân sĩ đắc tài đắc lộc thế là ngay sau khi được ông thầy tướng số phán thì hải bánh liền xăm ba chữ sanh vi tướng vào rốn để chứng minh lời nói của hải là thật thì hắn vạch áo cho chúng tôi xem ba chữ sanh vi tướng rồi ngay sau đó thì hải bánh tỏ ra xấu hổ với chúng tôi về tiền án tiền sự của mình nên mặt hắn đỏ lửng lên hắn gượng gạo cũng tại em nên em chỉ trở thành tướng cướp, vì thế mà em ở tù nhiều hơn ở nhà, kỷ niệm trong tù cũng nhiều hơn kỷ niệm ngoài đời. Năm 1983, chưa tròn 17 tuổi, Hải Bánh đã nếm mùi nhà giam 7 ngày vì tội tàn trữ vũ khí trái phép. Chẳng là thắng mẫu đàn em của Sơn Bạch Tạng chuyên trộm cắp trên tàu sắt, một lần thì thắng mẫu trộm được một chiếc ba lô của một anh bộ đội, trong thì có khẩu súng ngắn K-54, Hải Bánh thấy đàn em có khẩu súng liền trấn lại để lận lưng, trong lúc Hải Bánh cất giấu khẩu súng ở nhà thì đàn em phát khẩu súng đi đánh nhau, bị công an quận Hoàng Kiếm Hà Nội bắt giữ. Hải Bánh đứng ra nhận khẩu súng ngắn là của Hải nhặt được, Hải Bánh vì chưa đủ 17 tuổi nên được trả tự do sau 7 ngày tạm giữ. Lần thứ hai nhập trại là năm 1985. 84, lần nhập trại này là do sĩ diện với bạn gái. hồi đó thì ở phố lạng ông Hà Nội có một cô gái tên là Lan. Lan được trời phú cho nhan sắc mặn mà và một làn da trắng hồng như là trứng gà bóc nên là mọi người thường được gọi là cô Lan trắng cũng vì sắc đẹp nên ở phố lạng ông nói đến Lan trắng thì ai cũng biết hay bánh đem lòng yêu say mê đắm Lan cha mẹ lan thấy con gái cưng của mình yêu một tên đầu trộm đuôi cướp như hải bánh thì buồn phiền lắm nhiều lần gia đình nghĩ lan ngăn cản quyết định mối quan hệ này thế nhưng các cụ đâu ngờ cái món tình yêu càng ngăn cản thì chúng càng quyết liệt đến với nhau hơn. Một hôm thì Hải Bánh và Lan đang ngồi ở đền Quán Thánh gác trên bên xe đạp mút kem, thì Hải lớn tay đàn em hớt hải chạy đến báo bọn đầu gấu ở Hàm Long đánh. Sự diện với Lan, Hải Bánh kéo Lan lên xe cùng với Hải lớn phóng ra nhà hàng Hàm Cá Mập ở Hồ Gươm. Tại đây thì Hải Bánh thấy mấy thanh niên cao to hơn mình, người nào cũng lầm lầm dao vây trong tay. Trong số đó thì Hải Bánh thấy có Tuấn, một đầu gấu có tiếng cũng có mặt. Không nói không rằng, Hải Bánh rút luôn chiếc khóa dây đang móc ở dưới yên xe đạp, xong đến trước mặt Tuấn quất một phát chí mạng. Đòn đánh oan nghiệt đó của Hải Bánh đã vĩnh viễn tước đi của Tuấn một con mắt. Thế là mùa đông năm 1984-1985, Hai Bánh phải ăn Tết trong trại Thanh Trì Hà Nội với án phạt 42 tháng tù giam. Những ngày đầu ở tù thì Lan Trắng còn thỉnh thoảng lên trại thăm Hải Bánh, sau này không thấy Lan lên thăm nữa. Hai Bánh thất tình nên sầu thảm một thời gian dài. Năm 1988 thì vừa được ra tù về đến nhà, Hai Bánh nhận được thông tin Lan Trắng đã ly lấy chồng. Buồn chán và muốn trả thù tình, Hai Bánh lại lao vào vòng vây tình ái. Lúc này thì Hải Bánh quen và tán tỉnh Nguyễn Thị HH đang là học sinh lớp 9 trường Ba Đình, Thụy Khê, Hà Nội. H là con của một gia đình tử tế. Một lần đi chơi thì hãy bánh chở H sọc thẳng vào vườn ngô dưới bài phúc xá và ép H tâm sự. Sau lần đó thì H thấy mầm sống trong bụng của mình đớn dần. Vào những năm ấy thì chữa hoang là một việc làm được cho là xấu xa trong xã hội. Hơn nữa thì ở cái tuổi tiên ăn chưa no, lo chưa tới mà bụng mang dạ chữa thì xấu hổ với bạn bè lắm. Thế là H phải bỏ dở chuyện học hành Lúc này thì cả hai gia đình đều biết chuyện hắc có chữa với Hải Bánh. Về phía gia đình của Hải Bánh thì thấy con mình phá dời phá đất nên nghĩ chuyện đó làm con gái nhà người ta có chữa. Xem ra lại là chuyện hay. Cứ cưới phát cho nó cô gái này để vợ con nó níu chân. Có khi nó tự bỏ được đám giang hồ thì đại phúc. Còn gia đình của hắc thì cực chẳng đã mới phải gả con gái của mình cho cái thằng đầu yêu trắng khỉ để tránh cái tiếng con gái mới nứt mắt đã chữa hoang. Sau đó thì đám cưới được hai gia đình tổ chức trang trọng nhưng chứng nào tật nấy, ngay sau đám cưới, hai bánh đã bỏ mặt cô vợ tuổi tin, ôm bụng chữa ngồi nhà một mình, còn hắn thì cặp luôn với lệ sầu, một nữ giang hồ nổi tiếng ở Hà Thanh, lúc đó, và thuê hẳn một phòng khách sạn để sống với lệ sầu như là vợ chồng. Mọi lời khuyên của cả hai gia đình lúc này xem ra không có ký lô nào với Hải Bánh. Thời điểm năm 1988 là thời điểm phá vách nhất của Hải Bánh. Dưới tay của Hải Bánh lúc nào cũng có khoảng 30 tên đàn em. Tay dao, tay búa, cộm cán và nhiều tiền án tiền sự như là chiến vinh, triệu con, tí tò, thắng bọng, sĩ tề vân vân. Hàng ngày thì Hải Bánh cùng với Lệ Sầu gửi xe máy xuống đường chỉ đạo đám đàn em đi cướp, tôi đến lại chui vào khách sạn ẩn nấu Đầu năm 1990 thì Lệ Sầu có chữa, trong lúc đó thì Thắng Bồng, đàn em của Hải Bánh cũng đang bị công an Hà Nội truy bắt gắt gao về tội cố ý gây thương tích. Sau 6 năm lẫn trốn pháp luật, biết không còn đường thoát, tháng 5 năm 1990 thì Hải Bánh dẫn Thắng Bồng đến công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú. Vào trại thì Thắng Bộng phản thùng khai toẹt hết tội của Hải Bánh và khai luôn tội sĩ Tê, dùng súng bắn chết người. 15 ngày sau thì Hải Bánh nhập trại T-16 Hà Nội chịu chung số phận với những tên đàn em. Tết ấy trời đất cũng không dùng cho hắn xui xẻo thế nào. Mà ngay sáng 30 Tết ở phố Hàng Cót xảy ra vụ cướp ở nhà bà Kim chuyên buôn bán mỹ phẩm. Đêm ấy thì công an Hà Nội triển khai lực lượng chốt chặn ở phố Hàng Cót Thấy thế thì Hải Bánh tưởng mình sắp bị bắt đến nơi, nên vội chui lên nóc nhà vệ sinh lẫn trốn. Cả đêm 30 Tết gửi mùi xú ế và chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội. Đến gần sáng mùng 1 Tết, Hải Bánh vội vã khăn gói trở lại trại giam trình diện cán bộ để được yên thân. Tháng 12 năm 1990 thì Lệ Sầu sinh con trai và đặt tên là Hải Lâm. Trong trại Hải Bánh nôn nóng muốn biết mặt con trai, nhưng hắn chưa có án nên hắn không được thăm nuôi, gặp mặt. Ngày 30 Tết năm ấy thì lợi dụng lúc trại tổ chức Tết cho phạm nhân Hải Bánh trốn trại, mò về nhà của Lầy Sầu ở phố Tuệ Tịnh để thăm mẹ con Lầy Sầu. Đêm 30 Tết, gia đình của Lầy Sầu thực sự hoang mang tột độ, một tên đầu trộm đuôi cướp xông vào nhà mình đã xuôi tận mạng rồi, biết đâu sáng mùng 1 Tết. Hàng chục chiến sĩ công an lại đến sông nhà để tóm cô Hải Bánh, thì đại họa đến nơi rồi. Tính đi tính lại, gia đình của Lầy Sầu đành tống hai bánh ra khỏi nhà, hai bánh lủi thủi mò về nhà ở phố Hàng Cót lẫn trốn. Sau này trong tù hai bánh được đàn em cho biết Sơn Bạch Tạng thường hay chở Hải Lâm con Hải Bánh và Lầy Sầu ra phố chơi. Gặp ai hỏi Hải Lâm cũng bị bô, lớn lên cháu sẽ tìm Hải Bánh để đâm, Nghe thấy vậy, Hải bánh thấy như lưỡi dao cứa vào tim gan của mình. Nhưng nghĩ lại, hắn biết rằng lệ sầu vì quá hơn hắn nên mới dạy con những câu cay nghiệt như vậy. Sau đó, Hải bánh còn phải nằm nhà đá một vài lần nữa cho đến cuối năm 1990, 2000, hải bánh vào hãng thành phố Hồ Chí Minh đầu quân cho năm cam. Ngày 19 tháng 5 năm 2001, Hải Bánh tiếp tục bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp về tội cố ý gây thương tích. 12 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2001, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đồng loạt ra quân. Nam Cam và gần 100 tên đàn em bị bắt giữ. Sau này nghĩ lại, tôi thấy không biết vô tình hay cố ý mà ban chuyên án Nam Cam đã chọn cái thời khắc toàn là số 1 và 2 để ra quân, kể cũng lý thú. Cuối tháng 3 năm 2001, khi Hải Bánh và Nam Cam mới bị bắt khoảng 4 tháng, chúng tôi được ban chuyên án cho phép gặp gỡ Hải Bánh và Nam Cam tại trại giam Công an tỉnh Tiền Giang. Đoàn nhà báo được phép tiếp cận hai nhân vật quan trọng này, có cả một phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và ba phóng viên truyền hình vì an ninh tổ quốc. Lý do mà chúng tôi được tiếp cận là để ghi lại hình ảnh của năm cao và hai bánh trong trại giam để sau này làm tư liệu. Một lý do phụ nữa đó chính là sau khi hai nhân vật cộm cán này bị sổ cám, thì dư luận cho rằng công an đối xử tệ với họ nên cả hai đều sắp chết. Vì thế chúng tôi vào để chứng kiến và ghi nhận sự thật hồng xóa tan luận điệu sẵn bậy của số ít phần tử xấu đó. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại trại giam công an tỉnh Tiền Giang. Đi cùng chúng tôi là một trung tá thuộc Cục Chính trị Bộ Công an. Nam Cam được đưa lên gặp chúng tôi trước tại một phòng dành cho công tác xét xử các bị can. Sau 4 tháng trong trại giam, tôi thấy Nam Cam chỉ gầy hơn ngoài đời một chút. Ồ, ờ, cũng đúng thôi. Nhất nhật tài tu mà nhưng có vẻ và hành động của Nam Cam vẫn rất nhanh nhẹn. Qua tiếp xúc thì chúng tôi thấy Nam Cam nói nhanh, không bóp, đôi khi phải hãm phanh bớt bằng cách nhắc nhở Nam Cam bình tĩnh trả lời. Chậm rãi, những câu hỏi của chúng tôi không cần nói nhanh như vậy, Nam Cam dạ vân rất lệ phép. Riêng Hải Bánh thì khác hẳn Nam Cam, khi được cán bộ quản giáo dẫn dạy lên phòng làm việc, Hải Bánh tỏ ra như con nít, vừa đi vừa nhún nhảy, vừa cười rất tươi, tinh thần tỏ ra thư thái và phấn chấn rất nhiều. Cuối buổi làm việc thì Hải Bánh còn nhắn chúng tôi là Em nhớ con gái em nhiều lắm Các anh nhắn dùm vợ con và gia đình em lỡ trong này Được đối xử tốt và rất khỏe mạnh Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.